Phong Thủy Tâm Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng hướng dẫn đến quý vị và các bạn một trong những món vật phẩm mà chúng ta không còn thấy xa lạ nữa. Tuy nhiên rằng là với một cái trải nghiệm mới mà Phong Thủy Tâm Nguyên muốn đưa đến với các quý vị và các bạn, đó chính là tỳ hưu lam ngọc chiêu tài, đúng không ạ? Với một cái diện mạo mới, đó chính là đóng gói bao bì mới luôn. Chúng ta biết rằng là trong câu chuyện liên quan đến các linh vật phong thủy chiêu tài thì chúng ta biết rằng là có thiền thư chẳng hạn, hay là có long quy, hay là có những cái linh vật khác, hay là đồng, hay là châu đồng, hay là voi, hay là lộc thần chẳng hạn. Tuy nhiên rằng là rất nhiều các quý vị và các bạn có thể chưa biết đến linh vật số 1 mà chúng ta có thể nói đến cái công dụng chiêu tài, đó phải nói là đến tỳ hưu, đúng không ạ? Theo truyền thuyết Long Sinh Cửu Phẩm thì tỳ hưu là người con thứ 9 trong 9 người con của Long Vương. Đây là linh vật mang cái hình thái thượng uy nhất, cũng như là mang một cái hình thái rất là đặc biệt với sự tổng hợp của rất nhiều những loài linh thú khác nhau, ví dụ như đầu của kỳ lân, mình thì mình của mình gấu, rồi là chân móng vuốt của sư tử, rồi là lại có cánh ở trên lưng, rồi là mang vảy rồng. Đó, rất nhiều những cái hình tượng của rất nhiều loài linh thú khác nhau được tổng hợp lên linh vật tỳ hưu này. Và đặc biệt tỳ hưu trong truyền thuyết thì lại có sở thích đó là ăn vàng bạc châu báu và không có nhả ra. Bởi vậy cho nên đây là được coi một trong những linh vật chiêu tài số 1 trong phong thủy. Và đến với Phong Thủy Tâm Nguyên thì Phong Thủy Nguyên có đưa đến quý vị và các bạn là phiên bản tỳ hưu lam ngọc chiêu tài và được đóng gói rất là công phu như thế này. Đây chính là hộp của vật phẩm. Chúng ta biết rằng là hộp vật phẩm với cái tông màu chủ đạo đó là màu đen, màu cam và màu trắng như thế này, càng tăng thêm cái sự nổi bật cho vật phẩm, đúng không ạ? Được in offset trên chất liệu giấy rất là cao cấp thì quý vị sẽ có thể nhận được vật phẩm và trải nghiệm thấy rất là tuyệt vời. Và khi mà mở hộp ra thì phía bên trong tỳ hưu được đóng gói thông qua cái phần mút rất là chắc chắn như này để giúp cho linh vật không có bị xô lệch cũng như không có bị ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. Thì Phong Thủy Nguyên rất là kỹ tâm trong cái việc trải nghiệm vật phẩm đối với quý vị để làm sao là quý vị thỉnh vật phẩm mà trong trạng thái yên tâm nhất cũng như là an toàn nhất, đúng không ạ? Chứ thỉnh vật phẩm mà nếu như trong cái trường hợp vận chuyển đi lại có cái hiện tượng gì xảy ra thì đó là điều mà chúng ta không hề mong muốn. Thì đây chính là những cái điều mà Phong Thủy Nguyên rất chú ý cũng như luôn hướng dẫn các đội ngũ nhân viên cũng như là đội ngũ các bạn tư vấn chú ý thật kỹ phần này. Và khi mà mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy ngay phía bên trong sẽ là hai cái phần mút, đó chính là đặt hai cụ tỳ hưu. Chúng ta biết rằng là tỳ hưu thì có đực và có cái, thì đây chính là hai cái phiên bản tỳ hưu được cái như vậy thôi. Chúng ta sẽ lấy phía bên trong này nhé. Đây, phía bên trong thì tỳ hưu sẽ được đặt như này với cái phần mút xốp rất là chắc chắn và rất là vừa vặn để không có bị xô lệch trong quá trình vận chuyển. Khi chúng ta mở ra thì sẽ đây chính là nhân vật chính của chúng ta này. Ở đây chính là gọi là tỳ hưu chiêu tài, đúng không ạ? Trước mặt quý vị thấy đối với đây là chúng ta có ba kích cỡ tỳ hưu, chúng ta có ba kích cỡ thì có cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ đại. Thì chúng ta đang có ở đây chính là tỳ hưu cỡ nhỏ với kích thước là dài 18-15 cm, cao là 11 cm và bề rộng của thân, tức là phần dày của thân là 6-5 cm. Thì đây là một trong những cái cặp tỳ hưu rất là nhỏ nhắn cũng như là rất là vừa phải để chúng ta đặt ở ban thần tài hoặc đặt trên bàn làm việc. Thì đây là một cụ này, chúng ta sẽ đặt đây nhé. Và đây chính là nhân vật tiếp theo, đây chính là cụ tỳ tiếp theo với kích thước tương tự, tuy nhiên là có sẽ có điểm khác biệt, chúng đặt đây đã nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng để ý một chút này, với cặp tỳ hưu lam ngọc như này chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có điểm khác biệt ở cái phần nào, đó chính là cái phần đuôi của linh vật sẽ là rõ ràng nhất. Với cụ tỳ hưu đực thì phần đuôi sẽ vảnh lên như này và tỳ hưu cái thì đuôi sẽ vảnh xuống. Và trong quá trình mà chúng ta an vị thì dĩ nhiên mà nói thì sẽ cần phải an vị theo 5 tháng ngày giờ mà Phong Thủy Tâm Nguyên có đưa ra. Đức Trung đã chia sẻ đến các quý vị và các bạn rất nhiều những cái phần kiến thức liên quan đến việc sử dụng một món vật phẩm phong thủy làm sao chính xác. Thì vật phẩm phong thủy thì cần trải qua 4 cái giai đoạn, đúng không ạ? Thứ nhất đó là bao sái tẩy uế, rồi là nạp cốt, rồi khai quang trì lực, cũng như an vị đúng 5 tháng ngày giờ và đúng vị trí, đúng không ạ? Vậy thì linh vật tỳ hưu thì cũng không có điều gì khác biệt theo cái cách an vị như vậy cả. Đối với vật phẩm tại Phong Thủy Tâm Nguyên thì đã được khai quang nạp chú, rồi là điểm nhãn, rồi là tư vấn đến cái vị trí đặt để và 5 tháng ngày giờ gửi kèm rất là công phu, rất là kỹ lưỡng. Và khi mà chúng ta an vị thì chúng ta sẽ chú ý như sau. Với cặp tỳ hưu này khi chúng ta an vị, đặc biệt là đối với ban thần tài chẳng hạn, thì nói chung cứ lấy ví dụ như sau. Đây là mặt của ban thần tài chúng ta sẽ như thế này. Thì tỳ hưu thì luôn có chân trước chân sau như thế này, thì khi mà chúng ta an vị thì luôn nhớ là cái phần chân mà đưa về sau nó sẽ đặt bên cạnh ban thờ và nó sẽ ôm vào phía ban thờ nha.
Như vậy một cặp TU sẽ đặt và hai cái phần chân đưa về sẽ ôm ở phía bàn thờ như thế này, chứ không phải là đặt ngược lại, tức là chứ không phải là đặt cái phần mà chân bước tiến lại là ôm lại sát bàn thờ đâu, tức là cái phần chân đưa về phía đằng sau sẽ ôm ở phía bàn thờ nha. Thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là nó sẽ mang cái sự vững chãi cũng như là rất là chắc chắn cho cái cách bài trí bàn thờ thần tài chúng ta. Đối với tỳ hưu thì chúng ta sẽ có thể an vị tại những cái vị trí khác nữa ngoài bàn thần tài, ví dụ như là tại phương vị tài lộc của mỗi người, hoặc là tại phương vị quý nhân, hoặc là tại cái phương vị mà theo cái cát tinh đào đến hàng năm, đặc biệt là theo cái phương vị của sao nhất bạch, sao bát bạch đào đến hàng năm chẳng hạn. Nhất bạch hay bát bạch đều là những ngôi sao mà mang yếu tố chủ về tài lộc, chủ về tài tinh, chủ về thăng quan tiến chức, cũng như chủ về sự vượng quyền về tài vị. Thì tỳ hưu chính là cái linh vật mà mang công dụng chiêu tài hóa sát và kích tài lộc hàng đầu, và chúng ta cần phải lưu tâm chú ý. Nếu như trong quãng thời gian năm 2020 này thì chúng ta chú ý rằng là thất xích phá quân nhập trung cung, thì chúng ta sẽ có ngay cái phương vị mà bát bạch đáo đến, đó là phương vị tây bắc, ở trong phòng làm việc hoặc là trong phòng khách và trong ngôi nhà chúng ta. Phương vị mà nhất bạch đáo đến thì sẽ đáo đến đâu ạ? 7, 8, 9, 1 thì sẽ đáo đến phương vị đông bắc. Nhắc lại nhé, bát bạch thì sẽ đáo đến phương tây bắc, còn nhất bạch tài tinh thì sẽ đáo đến phương đông bắc. Tương tự như vậy, sang năm 2021 Tân Sửu thì lục bạch vũ khúc thì sẽ đáo vào trung cung, thì mà phi tinh gia sẽ thấy 6, 7, 6, 7, 8, thì lúc này thì bát bạch tài tinh đã đáo đến phương tây rồi, thì chúng ta sẽ di chuyển cặp tỳ hưu này đến phương tây ở trong ngôi nhà. Và nhất bạch thì sẽ đáo đến đâu ạ? Nhất bạch lúc này, nhất bạch tài tinh sẽ đáo đến phương nam ở trong ngôi nhà chúng ta. Thì tại phương nam thì chúng ta sẽ đặt cái tỳ hưu lam ngọc tại đó để kích hoạt cái vượng khí của sao nhất bạch. Như vậy chúng ta xoay quanh là hai cát tinh lớn, đó là bát bạch và nhất bạch mà thôi. Còn nếu như đặt theo cái phương vị tài lộc của mỗi người thì giống như những vật phẩm trước mà Đức Trung đã có chia sẻ đến các quý vị và các bạn, thì tại phương vị tài lộc của mỗi người, tức là tại vị trí lâm quan thủy tính theo cái thiên can tuổi của mỗi người, chúng ta sẽ có phương vị tài lộc nằm tại đó. Ví dụ như là giáp thì sẽ lê lộc tại dần, tức là tại phương vị đông bắc ở trong phòng khách hoặc trong ngôi nhà và trong phòng làm việc chúng ta. Rồi là Ất thì lấy lộc tại Mão, rồi là Bính thì lấy lộc tại Tỵ, Mậu thì cũng lấy lộc, Bính Mậu lấy lộc tại Tỵ, rồi là Đinh Kỷ thì lấy lộc tại Ngọ chẳng hạn. Thì cái phần mà tra bảng kiến thức này quý vị có thể là tham khảo thông tin cái bảng mà thể hiện ở trên màn hình, chúng ta sẽ tìm ra được cái vị trí này nhé. Hoặc quý vị cũng có thể để lại số điện thoại và họ tên xuống dưới phần bình luận để được đội ngũ trợ lý tư vấn kỹ hơn liên quan đến xác định cái phương vị theo thiên ký đào đến hàng năm, tức là nhất bạch hoặc bát bạch, hoặc theo cái phương vị mà tài lộc mà Đức Trung có nói đến, đúng không ạ? Hãy để lại số điện thoại và họ tên xuống dưới phần bình luận để được đội ngũ trợ lý tư vấn cách chi tiết nhất. Quý vị cũng có thể đến trực tiếp tại văn phòng của Phong Thủy Thái Nguyên để trải nghiệm cái vật phẩm này tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng. Tại Hà Nội thì quý vị cũng có thể đến địa chỉ là tầng 8, phòng 879, tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại Đà Nẵng thì quý vị có thể ghé đến số 218 đường Bạch Đằng, phường Phước Ninh, thành phố Đà Nẵng. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta ghé đến số 778 Sẹc Lâm, đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đó thì các quý vị sẽ được đội ngũ trợ lý từ phía thầy Tam Nguyên tư vấn một cách rất là kỹ càng, cũng như là trải nghiệm vật phẩm một cách trực tiếp. Xin cảm ơn, cũng như là hãy đăng ký kênh và bấm nút chuông để đón nhận những video mới nhất nhé. Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.